Đài truyền hình Trung Quốc CCTV đưa tin, ngày 11 tháng 9, cảnh sát Bắc Kinh cho biết nam diễn viên 35 tuổi họ Lý đã bị tạm giữ gần đây. Dù tuyên bố của cảnh sát không xác định họ tên của nam diễn viên, nhưng nhiều nguồn tin của CCTV xác nhận diễn viên ca sĩ Lý Dịch Phong đã bị tạm giữ vì nhiều lần mua dâm. Ngay trong tối 11 tháng 9, thương hiệu cao cấp Prada của Ý cho biết họ đã chấm dứt mọi quan hệ đối tác với Lý Dịch Phong. Nam diễn viên đã trở thành đại sứ chính thức của Prada vào năm 2021. Các thương hiệu khác bao gồm công ty kem đánh răng Sensodyne và công ty y học cổ truyền Trung Quốc King Tunin Tiam cũng cho biết họ đang chấm dứt quan hệ đối tác với Lý Dịch Phong. Mua dâm là hoạt động bất hợp pháp theo luật pháp Trung Quốc và hình phạt thường là giam giữ hành chính 10 đến 15 ngày, mức phạt có thể được giảm xuống còn 5 ngày hoặc ít hơn nếu vi phạm nhẹ. Đây là trường hợp mới nhất trong một chuỗi các vụ bê bối từ trốn thuế đến cáo buộc tấn công tình dục trong ngành giải trí của Trung Quốc kể từ đầu năm 2021. Được biết, Lý Dịch Phong sinh năm 1987 tại Thành Đô, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên. Nam diễn viên cũng là ngôi sao Trung Quốc duy nhất nhận thưởng giải thưởng Style Icon của Hàn Quốc sánh ngang với ca sĩ ngôi sao G-Dragon và nam diễn viên Song Jong Ki.